Hello, xin chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay buổi tối mình sẽ làm một món đó là sinh tố rau má mà mình hái rau má tại vườn. Ở đây thì có một mớ rau má ha, mình hái tại vườn. Thì ở đây có một chén đường cát trắng, chén đường nhỏ chứ không phải chén ăn cơm nha. Chén đường cát trắng này mình sẽ cho nó vào, mình sẽ xay rau má với nước trước, sau đó là mình sẽ xay nó với đậu xanh với đường sau ha. Thì ở đây thì mình có một cái nồi đậu xanh mình đang nấu chín và chờ cho nó chín, sau đó là mình sẽ làm cái sinh tố rau má đậu xanh ha. Đây là lần đầu tiên mà mình làm rau má đậu xanh ở bên nước Mỹ, ở Việt Nam thì mình chưa bao giờ làm, cho nên mình sẽ thử cái cách làm này đầu tiên thử coi nó như thế nào. Nếu mà ngon thì mình sẽ đầu tư thêm, gọng thêm cái mớ rau rau má của mình nó nhiều hơn, mọc ra nhiều hơn để dành uống. Thì rau má uống rất tốt cho sức khỏe và rất là mát. Thì ở bên Việt Nam mình cũng thích cái món sinh tố rau má đậu xanh này. Thì làm xong thì mình sẽ cho ông xã mình thử uống coi như thế nào nha. Nhưng mà bí mật không cho mình chồng mình biết cái gia vị của cái món rau má này, nếu không ông chồng mình sẽ không bao giờ thử. Đây là cái nồi đậu xanh mình đang nấu cho nó đang chín từ từ ha. Thì ở đây cái mớ rau má mình đó được khoảng là 60 gram các bạn. 60 gram thì ở đây mình có khoảng là một ít đường. Thì mình để đây đi, mình nêm nếm lại sau ha. Đường đây này mình để nêm nếm lại sau. Thì 60 gram rau má này mình có khoảng là 20 gram đậu xanh. Mình đã thích đậu xanh lắm cho nên mình đã 20 gram đậu xanh mình đang nấu nè. Bây giờ mình sẽ xay sinh tố với nước nha các bạn. Mình sẽ xay sinh tố với nước, với là một mớ rau này mình sẽ xay với 350 ml nước. Mình không phải là giỏi nấu ăn gì nhưng mà mình nấu theo cái cách riêng của mình thôi các bạn. Dạng như là mình ở nhà mình nấu uống hay ăn uống cái gì đó mình nấu mình cho các bạn xem vậy thôi, chứ không phải là mình dạy nấu ăn nha. Cho nên nếu mà các bạn thấy cái gì không đúng thì các bạn có thể là comment dưới video để cho mình biết là làm sao cho nó ngon hơn, sẽ mình biết mình khắc phục làm sao ha. Đó, bây giờ mình bỏ rau má vô. Này chắc được 1 ly rồi các bạn. Rồi, 350 ml nước. Rồi, bây giờ mình sẽ xay ha. Cái mùi đắng thôi dữ dằn luôn các bạn, cái mùi nhẫn nhẫn á. Đắng ghê. Rồi mình lượt xong cái nước rau má rồi nè, mình để vô lại. Sau đó mình sẽ bỏ đậu xanh vào, đậu xanh mình nấu chín để nguội nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ bỏ đường vào. Mình cân ra chứ mình không bỏ hết nha, mình nhắm chừng rồi. Chừa lại một miếng, sợ nổi ngọt quá các bạn. Rồi mình sẽ bỏ nước đá vô. Thôi mình xay trước đi rồi mình bỏ nước đá. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nước đá mà mình đập sẵn nhỏ nhỏ vậy nè, xong mình bỏ vô mình xay luôn.
kali thôi, kali mình uống. Mùi nó nồng cơ quá. Nó nồng cơ quá ghê không? Rất là lạnh, thơm, ngon, béo cái vị cái mùa cái đậu xanh. Bây giờ mình cho ông xã mình uống thử mới được. Bây giờ đang đi lại từ từ đưa cho ông xã mình nếm thử. Nè, đây là ly gông á. Ông phát xin ly im vé. Avec de soja jaune, sucre, glaçon. C'est le truc que j'aime bien au Vietnam. C'est la première fois que je fais. Ouais, c'est maman, hein, c'est pas papa. Allez, papa, va goûter. Tout sec, non? Papa est bon, oui. C'est vert en plus. Hello, vert. Thấy cái màu xanh chồng mình thấy ớn ớn không dám uống. À, tao giao sự cool quá hả? Sao sao vào chồng mình uống được rồi các bạn. Gao má nói gao má hơi nhẵn nhẵn mà chồng mình uống cũng được. On sent le sucre mais il y a un goût un peu, il y a un arrière-goût après. C'est quoi l'arrière-goût? Bah c'est un... Au début tu sens le sucre et après t'as un goût différent qui apparaît. C'est quoi le goût différent alors? Je sais pas, c'est plante, c'est vert. Chồng mình nói ở khúc đầu thì cái vị nó ngọt nhưng mà khúc sau thì nó thè nó ra một cái vị khác. Một cái vị khác. Chồng mình nói uống cái này thôi để chồng mình uống cái ly sữa không sướng hơn.